Quận đoàn Ninh Kiều vừa tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Ban thường vụ Thành đoàn Cần Thơ chọn tổ chức Đại hội điểm bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội. Đại hội thống nhất đề ra 14 nhóm chỉ tiêu cơ bản trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027. Tiêu biểu như hàng năm, tuổi trẻ quận có 2-3 công trình đề tài sản phẩm sáng tạo, ứng dụng vào thực tiễn triển khai 2 đến 3 công trình thanh niên cấp quận. Các cấp bộ đoàn phấn đấu tư vấn giới thiệu giải quyết việc làm cho 40.000 lượt đoàn viên thanh niên. Mỗi năm, chuyển động xây dựng và sửa chữa 2 đến 3 căn nhà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ đoàn quận Ninh Kiều đã thực hiện 291 công trình và 1.282 phần việc thanh niên, làm lợi cho cộng đồng hơn 5 tỷ đồng nhiều hoạt động vì an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện. Qua đó, đã tặng các gia đình chính sách hơn 2.730 phần quà, với tổng giá trị hơn 700 triệu đồng. Dân động hỗ trợ gần 4.000 phần quà là các nhu yếu phẩm và lương thực thực phẩm cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Đại hội đã bầu ba chấp hành gồm 27 quỹ viên. Đồng chí Đinh Quyết Thắng tiếp tục được đại hội bầu làm bí thư quận đoàn Ninh Kiều.